Hôm qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn số 638 về việc bảo đảm vốn tín dụng phục vụ thu mua tạm trữ lúa gạo. Thực hiện công văn số 5747 ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đảm bảo vốn tín dụng phục vụ thu mua tạm trữ lúa gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện cân đối, đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vốn và mở rộng thêm hạn mức tín dụng đã cấp cho thương nhân doanh nghiệp để có nguồn vốn thu mua tạm trữ lúa gạo và nâng diện tích chất lượng kho chứa, bảo quản, chế biến lúa gạo theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Không để xảy ra tình trạng ách tắc ứ động lúa gạo do thiếu vốn tín dụng đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các khách hàng, tạo điều kiện cho các thương nhân doanh nghiệp dây vốn kịp thời thu mua tạm trữ lúa gạo theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và định kỳ báo cáo kết quả cho dây thu mua tạm trữ lúa gạo năm 2021 về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh theo mẫu biểu quy định.